Như kiểu khỏe lên thanh niên. Như kiểu ngày xưa đi phá tường ấy nhỉ, đi phá thành ấy nhỉ. Đứng ra nhá. Thằng là thằng nào? Nó móc. Ui. Ê, la lên bên xuống, la lên kia, xuống mông lý. Hết. Hôm nay chắc phải dậy sớm ha, đúng không? Em dậy muộn mà. Em dậy muộn à? Dậy muộn của em là khoảng 4, 5 giờ. 4 giờ. 4 giờ. Kính chào quý cô bác anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với nội dung tiếp theo trên kênh của Nùng Vlog. Hôm nay rất là vui mừng khi nghe tin là nhà của Hoa chuẩn bị xây nhà ấy. Tức là đi làm bao nhiêu năm tích góp thì hôm nay đã được thành quả. Hôm qua thì Hoa có gọi điện cho Huy là hôm nay chuẩn bị dỡ nhà. Cho nên là hôm nay Huy sẽ cùng toàn thể quý khán giả di chuyển đi vào nhà Hoa để giúp nhà Hoa dỡ nhà, chuẩn bị xây nhà đấy. Theo như Hoa kể thì bố mẹ làm ở Trung Quốc được 4 năm rồi. Và tiền tích góp này thì sẽ chuẩn bị xây một cái nhà mới khang trang. Thế là rất là vui mừng rồi đúng không? Một cái tin cực kỳ là vui mừng. Bây giờ sẽ di chuyển đi vào trong kia để xem người đồng bào trên này người ta dỡ nhà như nào. Công trình mới à Vy? Phải công trình mới à? Công trình mới à? Cái này á? À? À, vâng. Này to phết nhỉ, đất đây. Cái bên kia nhà kia nữa đúng không? Nhà Hoa đấy. À, ui đông người đó. À lại gặp bạn này rồi. Xin chào. Chào em nhá. Chu nhỉ? Vừa từ bên đấy sang à? À, ta đây rồi mọi người. Wow, nhanh thế. Bây giờ có 7 rưỡi thôi mà mọi người đã dỡ gần xong rồi. Cháu chào cả nhà nhá. Chào cả nhà. Dạ vâng. Chào cô chú ạ. Ui ôi, dỡ sắp xong rồi à chú? Cháu phụ một tay nhá. Cháu phụ một tay nhá. À, cháu chào bà. Chào mọi người. Ui, dỡ nhanh thật. Rất là đông đúng không ạ? Hàng xóm đến. Anh cẩn thận nha anh nhá. À gần như là cả xóm ra giúp đấy nhờ. Đây là ngôi nhà cũ của Hoa, bây giờ sẽ được dỡ đi để xây nhà mới các bạn nhé. Khang trang hơn, nhà to hơn, đẹp hơn. À, mình sẽ ra phụ một tay. Cẩn thận có đinh nhá. Đinh cẩn thận. Đi đứng cẩn thận. Ở đây lấy vật liệu luôn rồi. Cháu chào cô. Bận quá cô nhỉ? Đang nấu cơm. Đây là nấu cơm ở đây các bạn. Mà Hoa đâu rồi ta? Chắc là bận đi đâu rồi. Hoa chắc đi mua đồ à? Rồi. Đây là xào thức ăn trưa đúng không ạ bác? Đây là xào cơm trưa hả bác? À đây bác đang nấu canh xương. Xào xương không tí để nấu canh. Nấu với củ cải trắng này. Ui giời. Cái này mọt hết rồi nhờ. Mọt hết rồi. Nhà này được bao nhiêu năm rồi chú? Nhà này á? Hơn 30 năm rồi ạ? Ừ. Dạ. Bây giờ 10 mấy năm rồi. 10 mấy năm rồi. 3 năm thế rồi. Tức là mình mua ngày xưa mình mua nhà cũ này thôi ạ? Nhà cũ chính Phan Long Quỳ. Vâng. 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 Mấy năm chưa? 10 mấy năm đó. À. Cái nhà này 30 mấy năm rồi. Vâng. Cái khung nhà này là cô chú từ Pha Long chuyển xuống đúng không ạ? Vâng. Cô chú ngày xưa không phải là người ở đây. Đúng rồi. Ngày xưa là người ở trên Pha Long, xã Pha Long của huyện Mường Khương ấy. Cách chỗ này khoảng 70 cây số ở vùng sâu vùng xa vùng cao đấy.
mới chuyển xuống khu xã Bản Lầu này, nó là thuộc vùng thấp hơn, phát triển kinh tế dễ hơn. Cũng không nặng mấy đâu nhờ. Dễ lắm á, cái này không nhẹ mà. Có thể gỗ dưới này đâu. Vâng, anh nhẹ. Gỗ gỗ thông mà. À, gỗ đấy gỗ thông. Gỗ này mọt rồi. À, để ở đây luôn các bạn. Để đây, tập kết ở đây. Vâng. Thế cái này chắc là không dùng tới rồi á, chỗ gỗ này. Gỗ này chắc để làm củi thôi nhỉ. Làm củi thôi, giờ không, nó hỏng hết rồi. Mọt hết là rồi. Bây giờ có một đống củi để dùng rồi. Cháy đấy, cháy đô, cháy to đấy. Chú đang tháo bảng điện. Thế hôm nào biết ngày nào đổ móng xây chưa chú? Biết rồi. À, hôm nào đấy? Mùng 8. Mùng 8 à? À. Lấy vật liệu về chưa chú? Hả? Lấy vật liệu chưa? Lấy rồi, trong cầu kia. À, cầu kia là của mình à? Đây, nhà cả nhà mình này đó. Nhà kia cũng đang xây đúng không? Ừ, nhà kia cũng đi Trung Quốc làm hả chú? Ừ, đúng rồi. À, thế là hôm nay khu này có hai nhà chuẩn bị xây nhờ. Ừ. Mùng 8 đổ móng. Cũng nhà đấy cũng mùng 8 luôn à? Nhà đấy nó bảo mùng 8 mùng mấy thôi. À. Bên kia cũng xây thêm một nhà các bạn. Đúng rồi, bên kia cũng là đi Trung Quốc là làm thuê, xong rồi tiết kiệm được tiền để về. Bên đấy là trước đám cưới làm dạp ở đấy. Đây. Mỗi người phụ một tay thì nhanh lắm. Đinh dính chặt rồi đấy. Nếu đúng thì sẽ không chặt. Tháo ra lại không thoát được. Tháo ra lại mệt. Để bên kia à? Vâng. Ui, nạp phết đấy cầu thang này. Mới chưa? Cái cầu thang thôi. Cái cầu thang này vẫn dùng được chứ nhờ, vẫn tốt đấy. Gỗ gì ấy, cái này là cứng. Cứng, gỗ này cứng. Nhà hỏng rồi, thang chưa hỏng đấy nhờ. Với cái bàn. Ôi 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 ôi. Không nhìn đấy, không nhìn đấy. Ôi. Đây này đâu đấy. Tường này cũng dày đấy chú nhỉ. Tường này là bằng bê tông, xi măng. À, bên trong là cái tre các bạn ạ. Bên trong là đan bằng tre. Mỏng hơn nhỉ? Được không? Dày lắm. Bên trong là tre. Bên trong là tre mà. Đây các bạn, đây là đan tre. Bụi quá. Ui, tấm này to rồi, tấm kia to khó rồi.
tấm bia phải mấy người bỏ lấy cái này ra luôn đấy, đúng rồi, rồi lấy này ra trước rồi. Giờ mấy người cùng khiêng vào là đi đập nó đấy. Ra đập nó ra đó, nặng không nhở? Không được đâu em ơi, đập xi ra đó, nặng lắm. Thế bé đi được ấy nhở? Bé đi được mà. Bé bốn người đi được. Hai người đi được rồi. Đập ra để lấy củi luôn. Ở đâu ấy nhở? Để ra. Để đây. Rất nhanh là cái nhà là gần như bị tháo dỡ hết rồi. Mỗi người một công việc. Hàng xóm với cả người trong làng người ta ra giúp. Nặng như cái này nặng. Cái này nặng lắm. Đây rồi, đây rồi. Đúng nha. Cái này mang đi đốt cũng mệt đấy nhờ. Phải đập cái xi măng này ra. Đập hết. Nặng lắm vì nó có cả xi măng cát. Tay nha. Chỗ này nấu cơm đúng không ạ? Nấu cơm hả chị? Hấp lên. Hấp lên đúng không ạ? Cái này được nấu qua một lượt rồi đúng không chị? Nấu qua một lượt rồi ạ? Cái này được nấu qua một lượt rồi. Bây giờ là sẽ cho vào hấp. Nấu này nhanh lắm rồi chị nhỉ? Chảo to. Lấy hết được cái chỗ bê tông này ra là được rồi. Mọi người nhìn này, mỗi người một tay. Cùng nhau đập nó mới đổ. Mệt thay nhau nhá. Như kiểu khỏe lên thanh niên. Như kiểu ngày xưa đi phá tường ấy nhỉ, đi phá thành ấy nhỉ. Đứng giờ để mệt chưa để em thay. Ui ui. Rồi rồi. Ba mươi năm cái nhà này rất nhìn mặt ai cũng rất là nhiệt tình hớn hở vui sướng. Huy vừa chạy đi ra ngoài quán kia để mua ít nước ngọt lạnh nhé, tại vì ai nhìn ai cũng làm mệt cho nên là mang một tí nước để mọi người cùng uống. Chú ơi, cháu để nước này ai uống nhá, cháu để kia nước ngọt nhá. Vâng. Vâng. Để đây tí nữa uống nhá. Anh nghỉ ngơi ra đây uống nước nhá. Bảo mọi người ra uống nước này nhá.
để đây. Vâng. Để mọi người cùng uống ấy. Để đây tí nữa. Cô có cái bát hay gì để đây tí mọi người cùng uống. Em vừa đi đâu về đấy? Em phải đi chợ mua đồ về. À, đi xuống chợ ở ngoài kia à? Vâng. Ờ, hôm nay ngày vui đấy nhỉ? Vâng. Có nhà mới rồi. Ui. Có nhà mới để chuẩn bị ở rồi. Chắc nếu mà xây thì khoảng 2 tháng là 2-3 tháng là xong nhỉ? Ừ, nhưng mà nhà xây này họ nhận nhiều nhà lắm. À, nên chắc là chậm hơn. Chậm hơn, nhưng mà 3 tháng cũng được rồi. Vui không? Vui, vui mà. Anh ngồi ghế đi. Anh uống miếng nước đó. Uống nước. Tí nữa bảo mọi người uống nước nhé. Vâng. Không bảo, à sợ mọi người ngại. Mình uống trước cho mọi người đỡ ngại. Mấy ghế ngồi ấy, ngồi vào đấy bẩn. Ngồi đất đường mà quần anh bẩn rồi. Chắc là phải làm mấy phòng đấy nhỉ? Vâng. À. Ủa đi ra bên này không nó đổ vào người đấy. Làm cái này cũ này luôn hả? Vâng. À. Làm phải làm hết chỗ này luôn đấy nhỉ? Ừ. Từ chỗ đằng sau cái mấy cái mía kìa. Cái này là view đẹp đấy. Lưng tựa đồi. Hơn 100 m² đấy, hoặc là 100 m². Làm như cái này hả cô? Như y hệt như cái này à? Thế là hai anh em có nhà giống nhau. À, bây giờ sử dụng máy cưa rồi. Tại vì ngày xưa đóng đinh chặt quá, không tháo ra được, phải máy cưa. Đồ ấy. Cho đủ thôi. Cho đổ sang bên kia đúng không? Không, đổ đây đó. À. Cho đổ sang đây đúng không? Đây. Lấy cái xe. Đấy này, tính là cho tiếp cho đủ. Vâng, vâng. Đổ đây ra nhá. Xe. Này. Đổ từ từ. Mò hết rồi. Mò rồi. Giờ thanh củi rồi nha. Làm củi thôi. Không, đừng tới là. Khoa vừa đi chợ sắm đồ chơi cho em, à, cho cháu. Ừ. Thích rồi. Thích nhỉ? Không để ý lên. Lại có quà. Nè, có cho nó mà, có cho được nó. À, đây là chị cả của Hoa. Đây là chị hai. Cháu em. Cả. Cháu. Chị hai. Chị cả có mấy đứa rồi nhỉ? Hai đứa à? Cũng hai đứa, một trai một gái đúng không? Chị cả thì lấy chồng rất là gần đây, ngay đối diện này luôn. Chồng nhà đâu? À đây, anh chồng bên kia kìa. Còn là nhà chồng ngay đối diện này luôn, bên kia suối thôi. Qua suối các bạn, sau cây mít này. Ở đây nó đúng rồi. Tuy là rất gần nhưng mà đi lại phải đi vòng sang bên kia. Có cái nhà à? Linh, Linh. Chú bơm cái bố thôi mấy tôi lúc thằng tăng là thằng nào mắm ui ui
Ừ, cái này ăn ngon quá anh. Nhưng mà nhẹ lắm. Cái này một tay xách lên được đấy. Ê, nó chả đếm thịt cả. Uống nước đi, nghỉ ngơi uống nước đi mọi người ơi. Ôi, nó lưu lưu, nó quán trò được rồi. À, Hoa, Hoa đang ở bên này làm thức ăn này. Mỗi người một công việc, phụ nữ thì sẽ vào bếp, còn đàn ông khỏe tráng thì sẽ là công việc là dỡ nhà. À, thịt luộc à? Vâng. Nay làm nhiều mâm không? Chưa biết được anh ạ. Chỗ này chắc cứ thế bày ra thôi. Thịt lợn luộc. Như này chắc tí để chanh vào trộn vào ăn luôn đấy à? Phải không chú? Trộn muối. Hôm nay gần bảy mâm đấy. Hoa gì biết làm nhỉ? Hôm nay chắc phải dậy sớm á đúng không? Em dậy muộn mà. Em dậy muộn à? Dậy muộn của em là khoảng 4-5 giờ. 4 giờ. 4 giờ. Dậy muộn đấy, 4 giờ là dậy muộn đấy. Lúc mình ra đây thì đã giữ gần xong rồi, tức là sẽ phải khoảng 5 giờ, 6 giờ là tháo rồi đúng không? Nhiều người là sẽ làm nhanh ạ. Lúc mình vào đây 7 rưỡi là tháo gần xong rồi. Đây, mọi người đang nghỉ ngơi uống nước này. Hết. Xong. Thế là khoảng một tiếng thôi. Cái nhà này đã không còn nữa, không còn gì nữa rồi. Sập. Thì xong rồi, mình sẽ ghé lại qua bên nhà của em Trư mà hôm trước có ngồi uống rượu cùng, xem ở đấy là đang làm cái gì. Cháu chào cô, xin chào, lấy cho Châu à? À này, đang cắt cỏ voi cho Châu. Giỏi nha, cái gì cũng biết làm. Cháu chào các bác nhá. Chị Pâu à? Hôm nọ có say không? Em á? Ừ? Em không. Không say à? Anh say gần chết. Say gì? Say mà. Bọn anh về là bọn em nghỉ luôn rồi. Bọn em cũng không uống nữa à? À, cái này là cỏ voi này. Chỗ này chắc phải trồng lâu rồi á. Cái này, cái này, bọn em, cái này là bọn em đi mua lại người ta thôi. Mua à? Đắt không? 300 nghìn. À, một đống to đúng không? À, số cỏ voi này phải đi mua cho Châu ăn. Châu giờ phải đi mua cỏ đấy nhờ. Cỏ không có mấy rồi.
À bận đám cưới đúng không? Ờ à, đúng rồi. Còn bình thường là đi thả nha. Bên kia cũng trồng được một ít nhưng mà nó chưa lớn. Thế trâu kia ai đi chăn? Em à? Trâu kia thì bình thường ai chăn? Bố cho anh cắt xem được không? Cháu cắt nhá. À. Ui. Cũng nặng phết đấy nhờ. Hơi chắc. Còn mấy cái này nhẹ. Đây á, bị cây này. À. Nhà bên này, nhà nào xây đấy? À. Anh ngày xưa anh cũng có trâu mà, nhà anh cũng nuôi trâu nhiều lắm. Nhà không nuôi. Hết rồi à? Ừ. Trâu sướng nha, được ăn cỏ xịn. Vàng hết rồi. Mấy hôm rồi. À. Hôm nào cho anh đi chăn trâu ké với nhá. Anh lúc nào trả rảnh. Chứ là 20 tuổi nhỉ. Chứ 20 tuổi. Nhà là có 4 anh chị em à? 5, 1 em, còn 3 anh với 1 em trai út. Thế là còn 2 người chưa lập gia đình thôi đúng không? Vâng. Còn em với cả em trai à? Thế làm nhá. Vâng. Ừ, anh đi đây. Bye bye. Vâng. Anh lại sang bên này mà. Cái mộc nhĩ này làm món gì đấy em? Cái này phải hỏi mẹ em nha. À, hỏi mẹ em à? Ra chỗ nào mua sắn gì đi? Xào ớt à? Xào với thịt hay sao? Xào với thịt à? À. Em không biết đâu. Đây, cứ bảo là làm xong cái này là họ bảo là làm tiếp thôi. À. Ớt. Hay tới mùa hè là có nhà mới rồi. Cái nhà này từ rất là xa xưa rồi nhỉ? Đúng rồi, từ ngày xưa em bé. Bé. Bố em bảo là 30 năm rồi đây. Đúng. Chuyển đúng từ trên kia xuống. Vâng. Để xào anh ạ. À. Thế ngày xưa em ở trên trên kia là trên núi à hay là ở đâu? Núi mà. Trên núi à? Vâng. Không mới chuyển xuống đây đúng không? Dạ vâng. Nãy hỏi bố em là chuyển xuống đây 10 năm rồi. Thế là bạn này không phải là người gốc ở đây. Người gốc ở xã Pha Long à? Tả Gia Khâu anh ạ. Xã Tả Gia Khâu. À. Xã Tả Gia Khâu là một cái xã vùng cao của huyện Mường Khương đấy. Tính ra là xa đấy, Tả Gia Khâu là cuối rồi đấy. Giáp với Si. Mấy nữa em đi đám cưới trên đấy mà. Thế á? Đúng rồi, đi không? Có. Lúc nào? 23, 23. 23 tháng này. Tháng này, đúng không? Tháng này à. À, thế là lại có chuyến đi đám cưới cùng Hoa ở trên về vùng... Về quê. Về quê đúng không? Đúng rồi. Ở khu vực đấy sẽ chia sẻ lại cho mọi người tiếp cái đám cưới ở vùng biên. Một bên là Việt Nam, một bên là Trung Quốc ấy. Gần Trung Quốc lắm. Từ khi em chuyển xuống thế này là em được lên trên đấy có đúng mới 2 lần thôi. Mới 2 lần à? Đúng rồi. À, thế em thấy sống ở đâu sướng hơn? Sống ở đây anh ạ. Ở đây à? Trên kia chắc là do mình từ bé mình chuyển xuống xong mình thấy không quen. À. Trên đấy lạnh hơn nhỉ? Trên đấy lạnh hơn và cao hơn. Cao hơn, đường xá không thuận tiện bằng dưới này. Đúng rồi. Ở trên đấy mà để đi tới thành phố Lào Cai nó mất khoảng gần 100 cây đấy. Còn ở đây đi Lào Cai thì sẽ khoảng 30 cây. À, Hoa với chú là phụ trách bếp nấu ăn cho mấy mâm cơm. Tao nhớ rồi à.
cái vua của mày cơ mà, phải của em à. Sau hơn một tiếng thì cái nhà tháo dỡ xong hết rồi, rất là nhanh. Mỗi người một tay, mỗi người phụ một tay, xong hết luôn. Trên quê mình, trên quê Huy là tức là có công việc gì thì người trong làng, người trong xóm một nhà sẽ ra khoảng 1-2 người để phụ giúp. Cứ có công việc gì lớn như kiểu là giúp cưới hỏi, giúp làm nhà, dỡ nhà, rất là đông vui, rất tình cảm. Chú đang đo. Chú làm bao nhiêu mét vuông đấy? Làm 11 mét, không biết 11 mét dài không? Chiều dài 11 mét à? Ừ. Thế chiều sâu? Chiều sâu 9 mét. 9 mét. Chiều rộng 9 mét. 11. Ôi thế 100 mét vuông ấy nhờ. Giờ là chú đang đo đạc lại đây. Chú là làm chiều ngang là 11 mét và chiều sâu là 9 mét. Làm nhà vuông đấy. Cô chú làm việc vất vả, tiết kiệm tiền để làm nhà, với cả cái nhà này lâu lắm rồi. Chú bảo là phải xây thôi. Con cũng lớn hết rồi. Bà có vui không bà? Bà có vui không? Vui mà. Vui mà nhỉ? Con trai mình làm nhà to vui rồi nhỉ? Bên kia cũng là bây giờ có hai nhà to rồi. Cái này mang đổ vứt thôi nhỉ bà nhỉ? Cháu đẩy đi cho. Cháu đẩy đi cho. Ờ,
xong rồi, cả cơm nước cũng xong rồi. Bây giờ là chắc là ngồi ăn cơm, mình ngồi ăn cơm rồi, đang chuẩn bị bày mâm rồi. Đấy. Đông vui nhỉ. Linh ơi, Linh ơi, Linh ơi. Mua kiểu dưới này đấy. Này cả hai con là con của chị hai à? Cái con của chị cả đâu? Đi học rồi à? Chị cả là sinh năm bao nhiêu nhỉ? Không biết. 99 à? À chị cả sinh năm 2005. Còn 20 mấy nhỉ? 2010. 2014. À. Nhỏ nhất là 2014. Đây này ăn cơm mới toàn dùng bằng Âu thôi. Ăn to nói lớn. Chân điểm mà cho ta. Em ta á? Hả? Nghe nói rồi. Chị cả ngại rồi. Không ngại đâu. Múc. Ui nồi gì đấy cô? Canh đậu à? À nồi canh đậu. Canh đậu có rau ấy. Hay nồi canh đậu. Trên này hay có canh đậu để rau, ngon lắm. Ăn với chan với cơm hoặc là mèn mén ấy. Quá tuyệt vời. Đi qua ngửi thấy mùi thơm rồi. Mùi thơm đặc trưng. Canh đậu. Này tự làm đấy. Có khi đỗ người ta tự trồng đấy. Trên này sẽ hay trồng thêm cả đỗ để làm món đậu. Này có người khổ nha. Anh đưa đây. Rau cải. Chúng mà trông đầy đầu ba. Mà đá tuần thả. Giờ là sới cơm nhé các bạn. Cơm đây được đồ. Đồ qua một lần nước sôi, chần qua lần nước sôi không phải là đồ các bạn. Đồ như đồ sôi đấy. Ở đây có cái kiểu là ai ăn bao nhiêu thì tự đi múc. Đây là phong tục của người đồng bào dân tộc H'mông trên này. Ăn bao nhiêu thì đi múc bấy nhiêu. Có thịt luộc, canh xương, thịt xào. Đúng rồi món mộc nhĩ nữa. Đây dùng Âu nha, dùng Âu thì ăn cơm. Canh đậu. Cái này là bát ăn cơm. Bát ăn cơm đúng rồi. Cái này ai ăn bao nhiêu thì tự đi múc. Cho đỡ ngại. Hay ấy, ui cái bát ớt. Bây giờ sẽ cùng dùng bữa với cả nhà Hoa. Đây, người xem ai ăn bao nhiêu thì người ta tự tới múc thôi. Và mình cũng thế. Nhưng mà ăn dùng cái tô to này ăn là no lắm rồi đấy. Để bày mâm món nha. Dạ. Ăn bao nhiêu múc bấy nhiêu. Mâm 30 nghìn, 20 nghìn cũng được. Thế này thôi, ăn thế này thôi. Múc một lần là ăn no rồi. Sẽ ngồi ở đây. À, dạ vâng. Nay họ Thanh Minh nữa không biết. Đó, không phải Thanh Minh chứ. Không, họ Hàng. Quay rồi. Quay rồi. À, giờ Hoa lại đi gọi thêm cả bạn Chu nữa. Sáng sớm bạn ấy đã ra giúp rồi. Bạn thân thân ai nấy lo. Ôi, vác cái loa đi đâu đấy anh? Đi nướng gà. Thanh Minh ấy. Hôm nay Thanh Minh hả anh? Làm cái loa to đấy nhỉ. Dạ. Chưa, bây giờ mới ăn. Chuẩn bị ăn anh ạ. Nướng gà trên này. Dạ vâng vâng. Vâng vâng vâng. Ăn cơm đi em ơi. Ăn cơm đi. Bà ra cơm bà. Nằm mõ. Nằm mõ phụ. Thế là định đi nữa.
À, định đi nướng gà. Tí con đi nướng gà không? Có à? Hôm nay ở khu vực này là sẽ bắt đầu ăn thanh minh rồi đấy. Ăn vào uống. Vừa rồi ngày làm thì làm phục mặc luôn. Đúng rồi. Đợt vừa rồi là nghỉ ăn cấm rừng, không bây giờ lại thanh minh. Nằm máu là. Ô mà mình ngồi thế á? Đây bên kia đông thế này. Hoặc chị em sang bên này ngồi. Dạ. À, ăn cơm đây. Nằm máu. Cô ngồi luôn cô ơi. Cô ngồi đây. Chị ơi, đây ra đây ngồi thôi. Ở kia đông thế này mà, đây ít người đây. Ngồi đi. Ừ. Ăn bấy nhiêu tôi búc bấy nhiêu. Đây là của anh đây nhờ. Vâng, anh ơi. À, mời cháu mời cả nhà ăn cơm nhá. Mời các bạn cơm nhá. Mời anh ăn cơm. Xin mời quý khán giả cùng dùng bữa tại nhà hoa. Chú xin gái. Thế lợn. Tí nướng gà uống bia à? Hay uống rượu? Em không uống đâu. Không uống à? Uống. Phải uống chứ. Mời cơm cô ngồi đi. Cô ngồi đây cô. Cô ngồi đây đi. Nó nằm mà, nó biết mình tự. Ngồi đây đi à? Bên kia đông rồi, bên này có mới 3-4 người. Mọi người là cùng nhau giúp đỡ nhà, xong bây giờ là cùng nhau ngồi ăn cơm. Nơi này rất là tình cảm. Tình cảm hàng xóm. Cả làng chắc mỗi nhà khoảng 1 người đấy nhỉ? Đúng không? Có nhà 2 người. Quanh đi cô. Thế xong việc này cô với cả chú lại sang bên Trung Quốc à? Mấy ngày nữa lại sang à? À đào móng xong mới đi ạ. Chủ người ta cũng tốt nhờ, cho về lâu nhờ. Lỗi rồi. Nãy mời toàn thể mọi người nhưng mà quên mời quý khán giả. Cay à? Nhiều cay quá. Cay quá. Cái này của nhà mình tự trồng à hay là mua đấy? Mua. Mua về tự làm đúng không? Vâng. Mua về tự làm canh đậu. Hôm nào châu anh đi làm nương cùng chú nhá. Hôm nào dắt châu đi anh đi với nhá. Huy với cả anh Tuấn vừa dùng bữa xong ở nhà Hoa rồi. Bây giờ phải đi về thôi. Một rất là mừng đó. Vừa vui cho nhà Hoa. Còn bây giờ thì video của Nùng xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả luôn đồng hành với Nùng nhé. Bye bye.